Kính thưa quý vị và các bạn, dân tộc nào cũng có văn hóa dân gian làm cơ sở cho nền văn hóa dân tộc. Văn học dân gian là bộ phận quan trọng của văn hóa dân gian, cũng có vị trí quan trọng trong nền văn học của mọi dân tộc. Văn hóa văn học dân gian xuất hiện từ buổi sơ khai của dân tộc và gắn liền với bước phát triển của lịch sử dân tộc. Văn học dân gian hình thành từ khi chưa có chữ viết, sau đó vẫn tồn tại song song và lâu dài, cùng với nền văn học viết của dân tộc. Văn học dân gian có đặc trưng cơ bản là sáng tác của quần chúng nhân dân, là một nghệ thuật ngôn từ, truyền miệng, là một loại nghệ thuật gắn với sinh hoạt của nhân dân với lịch sử xã hội và dân tộc. Ở Việt Nam, những vấn đề có tính chất quốc tế về văn học dân gian đều được thể hiện rõ nét, đặc biệt trong tương quan giữa văn học dân gian với lịch sử dân tộc. Văn học dân gian Việt Nam gắn liền với tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam đến mức độ mà nhiều nhà nghiên cứu văn học dân gian cho rằng cách phân kỳ lịch sử dân tộc Việt Nam cũng là cách phân kỳ hợp lý các giai đoạn phát triển của văn học dân gian Việt Nam. Với đặc thù về loại hình nghệ thuật tự sự như truyện kể, thơ ca kể chuyện hay nghệ thuật trữ tình như ca dao, dân ca hoặc nghệ thuật kịch như ca kịch, trò diễn dân gian, cùng với hệ thống thể loại phong phú và đa dạng từ thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, tục ngữ, ngụ ngôn, truyện cười, câu đố, các bài ca nghi lễ, lao động, sinh hoạt, giao duyên cho đến chèo, tuồng đồ, trò diễn cổ tích, vân vân. Văn học dân gian Việt Nam đã góp phần tích cực tạo nên bản sắc dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức của cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống, vân vân. Tại Hội nghị Trung ương năm khóa 8 Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu khai mạc đã khẳng định, nhờ nền tảng và sức mạnh văn hóa ấy, mặc dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ, dân tộc ta vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình, chẳng những không bị đồng hóa mà còn quật cường đứng dậy, giành lại độc lập cho dân tộc, lấy sức ta mà giải phóng cho ta. Tìm hiểu lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam là tìm hiểu về lòng yêu nước trong quan hệ giữa tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam thông qua sự sáng tạo của nhân dân trong các loại hình nghệ thuật của văn học dân gian, nhằm phát huy những giá trị tinh hoa nhất của văn học dân gian Việt Nam, góp phần phát huy di sản văn hóa thiêng liêng của cha ông ta để lại. Trong chuyên mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách với tựa đề Lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam của Nguyễn Nghĩa Dân sưu tầm, do nhà xuất bản Lao động phát hành. Quyển sách Lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam gồm có hai phần như sau. Phần thứ nhất, lòng yêu nước trong tiến trình lịch sử văn học dân gian Việt Nam với các nội dung như tiếp cận vấn đề, tổng quát về lòng yêu nước trong tiến trình lịch sử văn học dân gian Việt Nam. Mấy đặc điểm của lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam. Kết luận. Phần thứ hai, văn học dân gian và lòng yêu nước qua các thời kỳ với các nội dung như thời kỳ dựng nước, thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ các triều đại Hán, Đường, thời kỳ xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập, thời kỳ đấu tranh chống sự xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp, thời kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945. Sách dày 374 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, do nhà xuất bản Lao động phát hành. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách
lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam.